Em Trâm xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại và xem video này của em. Và buổi hôm nay thì trước mắt các bác đang xem là một chiếc xe Audi Q7 nhá. Chiếc này các bác thấy đúng không ạ? Rất là đẹp. Đấy, đời cũng rất là cao nhá. Và giá tiền thì cũng chỉ có vài trăm triệu thôi. Đấy, những chiếc xe này thì các bác biết ngày xưa sẽ rất là nhiều tiền, sẽ rất là nhiều tỷ đúng không ạ? Đấy, sẽ rất là nhiều tỷ luôn. Nhưng bây giờ thì giá này vô cùng hợp lý mà các bác có thể là gần như là ai cũng có thể là mua được chiếc xe này về sử dụng. Đấy, các bác xem mẫu xe form dáng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rất là hầm hố luôn, nhìn rất là khỏe xe. Và đời của nó thì cũng không phải là cao, đời 2007, đăng ký là đầu năm 2008 thôi. Nhưng mà các bác thấy là cái phần thiết kế của xe ra đến bây giờ nhìn cũng vẫn rất là đẹp và nhìn cũng rất là bắt mắt luôn, rất là hầm hố. Và cũng không thua kém gì những chiếc xe đời cao bây giờ đúng không ạ? Các bác là nhà mình đang quan tâm đến cái mẫu xe Audi Q7 này thì hãy xem qua video của em và gọi điện cho bên em để được tư vấn theo số điện thoại là số 093 8586 307 nhé. Và địa chỉ xem xe ở tại bãi số 507 Lê Thanh Nghị rẽ vào nhé. 507 Lê Thanh Nghị là cái chỗ ngoài chỗ đống gạch kia đấy ạ. Còn các bác nhà mình hãy rẽ vào trong đây. Đây, bãi xe bên em đây nhá. Bãi xe bên em đây. Bãi xe bên em thì luôn luôn có tầm khoảng gần 100 chiếc xe để các bác nhà mình đến xem và lựa chọn nhá. Với tầm tiền từ loanh quanh 100 triệu cho tới 1 tỷ đồng. Đấy, rất là nhiều loại, rất là nhiều chủng loại luôn. Đấy, các bác xem video này của em thì hãy ủng hộ em bằng cách là nhấn đăng ký kênh nhá. Các bác nhấn đăng ký kênh thì đồng thời là các bác nhà mình cũng được theo dõi những cái mẫu video em đăng lên theo ngày tháng. Đấy, rất là nhiều những cái mẫu xe em đăng lên để các bác mình xem và lựa chọn. Ngày nào em cũng đăng lên vài cái mẫu video nhá, vài cái mẫu xe. Mỗi khi là em đăng lên cái thì các bác nhà mình nhận được ngay video trên màn hình điện thoại của các bác. Các bác hãy nhớ nhá, là nhấn đăng ký kênh và nhớ nhấn một lần nữa là lần thông báo chuông để tiếp tục thường xuyên theo dõi những cái mẫu video em đăng lên. Và ngay bây giờ thì em sẽ quay các bác nhà mình xem thật chi tiết về cái chiếc xe Audi Q7 này. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức nhá. Đấy, mẫu xe Audi Q7 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức luôn. Và chiếc xe này là số tự động, máy là 4.2, một cái bản đặc biệt, rất là khỏe khoắn luôn nhá. Xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, máy xăng, máy xăng 4.2 nhá. Nước sơn màu bạc nguyên bản và nội thất là màu đen. Nội thất của xe là màu đen nhá. Đây các bác nhà mình xem qua phần nội thất một chút nhá. Xe còn tương đối là cứng rắn và tương đối là mới luôn. Đây các bác mình xem này. Xe tương đối là mới nhá. Ghế da vẫn là ghế da zin nguyên bản theo xe luôn. Đấy, ghế da vẫn là ghế da zin nguyên bản theo xe luôn các bác nhá. Đây là nội thất bên trong của xe đây, nội thất là màu đen. Đấy, và xe được trang bị cửa lốc toàn cánh luôn. Đấy, rất là đẹp. Xe 7 chỗ ngồi các bác nhá. Đây phía sau của xe đây. Đây hàng ghế này em đang gập lại xuống này. Và hàng ghế sau cùng kia cũng là được thiết kế là màu đen, ghế da xịn. Em sẽ quay các bác nhà mình xem chi tiết, thật chi tiết về chiếc xe Audi này nhá. Các bác nhà mình hãy chú ý đón xem. Ở đây là form dáng của xe đây. Đấy các bác xem này. Đấy, rất là to cao và rất là rộng rãi luôn. Đấy, rất to cao và rất rộng rãi nhá. Đấy, xe này đăng ký tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đấy các bác xem này, biển 30A 64619. Đấy, biển chính chủ Hà Nội, biển 5 số rồi các bác nhá. Đấy, bác nào mua chiếc xe này về thì chỉ việc đi thôi. Và nếu mà biển này thì các bác nhà mình có thể là để nguyên biển và làm công chứng hoặc là làm sang tên cũng được nhá. Ví dụ các bác mà ở Hà Nội thì chỉ việc là làm đăng ký thôi chứ không phải rút hồ sơ nữa đúng không ạ? Thì biển Hà Nội rồi. Còn nào bác nào các tỉnh ấy thì nếu mà về vấn đề giấy tờ, về vấn đề hồ sơ thì bên em cũng sẽ hỗ trợ để các bác nhà mình tiện hơn nhá, tiện lợi hơn. Đấy, form dáng của xe đây. Đấy các bác xem này. Một dàn lốp thì còn rất là dày. Đây hiện tại thì em đang quay sơ qua cái hình thức bên ngoài, tí em sẽ quay chi tiết gần hơn và chi tiết hơn để các bác nhà mình xem một cách được rõ ràng nhất nhá. Đấy, giá em bán rất là hợp lý luôn cho cái chiếc xe Audi Q7 này. Đấy, giá loanh quanh tầm 500 đến gần 500 triệu thôi thì các bác có thể là mua được cái chiếc xe này rồi. Các bác biết là trên thị trường người ta vẫn cứ bán là tầm khoảng
loanh quanh 600 triệu đúng không ạ? Em bán rẻ hơn thị trường khá là nhiều rồi, khá là nhiều luôn. Đấy thì các bác là mà đang quan tâm đến mẫu Audi này đấy thì các bác nhà mình hãy gọi điện trực tiếp cho em nhé, theo số điện thoại là số 093 8586 307, và các bác hãy kết nối Zalo, Facebook theo số điện thoại đó luôn để được biết những mẫu video và những cái chiếc xe khác, những cái hình ảnh chiếc xe khác em đăng lên nhé. Bây giờ thì em sẽ quay gần hơn, chi tiết hơn để các bác nhà mình xem về chiếc xe này. Đây, cái mặt ga lăng nhìn rất là hầm hố luôn, và logo biểu tượng của Audi là 4 cái vòng tròn. Cặp đèn pha rất là trong và còn rất là sáng nhé, trong vắt luôn. Và được thiết kế đây các bác xem này, hai đèn bi halogen luôn, và dãy đèn led ở nằm ở dưới đúng không ạ. Khi đời trời tối thì cho một cái ánh sáng cực kỳ đẹp và cực kỳ tốt nhé. Đấy, lớp sơn màu bạc rất là bóng bẩy và rất là đẹp. Đấy, sơn zin của chiếc xe này thì cũng còn tương đối là nhiều đấy ạ, tương đối là nhiều luôn. Và đây các bác xem nhé, ở vị trí này là cái vị trí rửa đèn của xe. Đấy, rửa đèn tự động, đèn tự động luôn nhé. Và dưới đây thì các bác thấy là những cái cảm biến này, cảm biến này 1, 2, 3, 4 cảm biến đầu, cảm biến đuôi. Đấy, rất là nhiều cảm biến nhé. Và cảm biến này là cảm biến nguyên bản theo xe các bác nhé, chứ không phải cảm biến mà lắp thêm đâu. Đấy, đèn gầm thì cũng được thiết kế đèn halogen, dạng halogen luôn. Đây cũng là đèn led luôn nhé. Đấy, rất là đẹp. Và cái đèn tiếp theo em quay các bác xem đây nhé. Đấy đúng không ạ, đèn này vẫn là đèn xịn nhé, vẫn là đèn xịn theo xe luôn. Các bác biết là những chiếc xe mà không bị va chạm đâm đụng thì tất cả những cái phần đèn của nó thì không bao giờ là tự nhiên là đi thay cả đúng không ạ? Không ai tự nhiên là đi thay. Đấy các bác xem nha, lốp tiếp theo ra đây. Và la răng thì la răng rất là to. Đấy các bác xem này, la răng cực kỳ to luôn. Và bây giờ thì em sẽ quay gần hình thức phần form sườn bên tai cho các bác mình cùng xem. Cái dòng này thân vỏ nó rất là dày dặn nhá. Đấy, rất là dày dặn luôn. Rất là dày dặn và rất là cứng cáp. Tôn rất là dày nhá. Và thân xác của chiếc xe này thì cũng rất là nặng. Khi các bác chạy trên đường thì cảm giác rất là đầm và rất là chắc chắn luôn. Riêng cái dòng xe này các bác mà chạy ra đường ấy thì rất là sướng nhá. Đây các bác xem này, để giảm sóc vào trong này. Ngồi trên chiếc xe này thì các bác tưởng tượng như là một ngồi trên một cái dòng xe, nó em không biết là tả như nào, nhưng mà em cảm giác như ngồi trên một chiếc máy bay đấy ạ. Rất là êm. Và trên chiếc xe này thì bên em cũng cam kết đảm bảo cho các bác mình luôn là xe không bị tai nạn, không bị đâm đụng và không bị ngập nước nhá. Đấy, keo chỉ cột kèo còn nguyên zin. Đấy gương đây, không tai nạn, không đâm đụng và không bị ngập nước. Đấy, nói chung là không lỗi, bên em sẽ bao lỗi cho các bác nhà mình luôn và bảo hành cam kết bằng giấy tờ cho các bác mình luôn về chiếc xe này nhá. Đây em sẽ quay các bác mình xem chi tiết về cái sườn của chiếc xe đây. Để quay lùi nhá. Đấy, xe thì cũng được trang bị bậc bệ lên xuống rồi. Bác xem video của em thì hãy ủng hộ em nhé. Hãy nhớ ủng hộ em bằng cách là nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh. Em đang quay tương đối là chi tiết đấy ạ. Đây là phần nóc của xe này. Đấy, tương đối là chi tiết cái phần nội ngoại thất của xe nhé. Đấy là răng đúc hợp kim, rất là chắc chắn, rất là đẹp đúng không ạ? Cái dòng này khung vỏ đó thì các bác khỏi phải suy nghĩ luôn về vấn đề han mọt. Không han mọt một tí nào luôn các bác nhá. Còn đây là phía đằng sau này. Đấy, logo Audi Q7 đúng không ạ? Đèn pha, đèn hậu thì cũng đều là đèn xịn theo xe các bác nhá. Đấy, rất là sáng khi các bác đi ban đêm. Đấy, đèn phanh được nằm ở vị trí trên này, có cần gạt mưa nữa luôn. Đây là tổng thành cái phía đằng sau của chiếc xe Audi Q7. Đấy các bác xem nhá. Đấy, chiếc xe này được thiết kế cốp điện nhá. Đấy, cốp điện các bác nhà mình điều khiển tự nâng lên và tự hạ xuống luôn. Và vị trí ở dưới đây thì các bác thấy được thiết kế, dòng xe này được thiết kế hai bô, hai ống xả nhìn rất là hầm hố luôn. Hai ống xả luôn nha các bác nhá. Đấy, những cái cảm biến thì các bác thấy này, những cái mắt này. Đấy, những cái mắt 1 này, 2 và mắt bên kia nữa đúng không ạ? Tiếp em sẽ mở cái cốp và cái cabo ra
quay cho bác mình xem chi tiết. Và hiện tại thì em đang quay bên ngoài, các bác đợi em một chút xíu, em sẽ quay nội thất bên trong và những phần khác của xe nhé. Đấy, kính thì cũng được dán cách nhiệt, cách âm rồi, rất là tốt, đúng không ạ? Lốp là răng tiếp theo. Và những cái tay mở cửa đấy thì đều được trang bị cái nút bấm nhé. Đây, cái nút bấm bằng màu đen đen này này. Đấy. Các bác chỉ cần đeo cho mình một cái chìa khóa ở trong người thì không cần phải bấm vào chìa khóa nhé. Chỉ cần các bác ấn tay vào đấy thôi thì tự cửa sẽ mở ra. Đấy, rất là hiện đại, đúng không ạ? Để em xem. Đây, đăng kiểm nhá. Đăng kiểm có đến tháng 9. Tháng 9 năm 20. Đây là gương này. Gương tiếp theo này. Tích hợp cả đèn ở trên gương luôn. Đấy, lốp nó răng đây. Các bác mình xem nhá. Đấy, rất là bóng đẹp luôn, đúng không ạ? Một chiếc xe còn tương đối là mới. Phải nói là tương đối là mới đấy ạ. Tí em sẽ quay cả như là nội thất đây, xong là quay cả gầm này. Đấy, quay gầm và quay cả máy nó luôn nhá. Bây giờ thì em mở cái phần nội thất ra và quay các bác mình xem cái phần nội thất bên trong. Đấy, cốp tí em ấn điện nó tự nhiên nó mở ra thôi. Đấy, nội thất màu đen. Rất là sang trọng luôn ạ. Đấy, các bác đợi em một chút nhé. Đây, cốp đây, cốp tự mở lên luôn nhé. Cốp điện các bác nhé. Đấy, cốp điện. Cốp tự nâng lên và tự hạ xuống luôn. Đấy, và bây giờ thì bắt đầu quay bên trong nội thất của xe đây. Đấy, các em mình cùng chú ý đón xem nhé. Em sẽ quay làm sao tương đối kỹ và tương đối chi tiết, cũng làm sao nhanh đủ để các bác nhà mình xem và cảm nhận. Đấy, các bác đừng rời, đừng vội gọi là rời khỏi màn hình ngay nhé. Đấy, các bác mình xem và cảm nhận. Đây các bác xem này, keo chỉ nhé, keo chỉ là nguyên zin hết nhé. Đấy, tất cả gioăng cửa nó vẫn còn đẹp. Đấy, gioăng cửa, gioăng khung của xe vẫn còn đẹp nhé. Tắp ly canh cửa, đây các bác xem này. Tắp ly canh cửa này vẫn là tắp ly da xịn theo xe và các bác thấy còn rất là mới. Đây, đèn, đây là loa check này. Đây là những cái nút điều khiển một số chức năng, như là đây là ghế này, đây điều khiển ghế nhá. Và đây là khóa chốt cánh cửa, đúng không ạ? Còn đây là gương. Hệ thống kính chỉnh điện và chỉnh gương. Nội thất đẹp nhá. Đấy, còn rất là tươi thì các bác xem. Em đang quay gần thì các bác thấy là xe còn khá là mới luôn, đúng không ạ? Tắp ni cánh cửa còn khá là mới. Đấy, nút bấm cốp đây và xăng đây. Đây các bác xem này. Đấy, loa này là loa cực kỳ xịn nhá. Loa này rất là xịn. Khi các bác bật âm thanh nghe thì thôi rồi, nghe rất là hay. Và đây là những phần vách cửa này. Những phần vách cửa này thì các bác yên tâm nhé, là những con ốc, con bu lông là chưa hề vặn và cánh cửa là chưa được tháo ra ngoài nhá. À, chưa tháo ra ngoài đâu, vẫn còn nguyên đấy ạ. Những con ốc cánh cửa là vẫn còn nguyên luôn. Và đây nữa nhá, đây các bác xem này. À, những cái bàn lề cánh cửa nó còn sắc nét luôn, đúng không ạ? Rất là sắc nét. Đây. Đấy, tem của nhà máy là vẫn còn nguyên nhá. Và đây là cái chỗ khóa cánh cửa đây, các bác thấy rất sáng, đúng không ạ? Rất sáng luôn. Đấy, và đây là cái hệ thống chỉnh ghế của xe. Đây, chỉnh lên xuống này. Đây, chỉnh lên xuống, ngả nghiêng ở vị trí này nhá. Còn vị trí này là chỉnh lưng này. Đấy, chỉnh lưng thì chỉnh cao thấp này. Đây đây nhá các bác nhá. Đấy. Rất là nhiều chức năng luôn. Các bác nhà mình cùng em đi tham khảo về chiếc xe này nhá. Đây, hệ thống đèn. Đây, hệ thống đèn tự động auto. Đấy, tất cả các gioăng này, gioăng trí của xe rất đẹp luôn nhé. Và vô lăng đúng không ạ? À, cái phần vô lăng là phần cũng khá là quan trọng. Đây, vô lăng nhé. Đấy, vô lăng đây.
rất đẹp và cũng không hề bị mòn hay bong chóc hay là sứt sẹo gì đúng không ạ? Tất nhiên là nó chỉ hơi mòn một chút thôi, đi thì không thể tránh được. Bây giờ chiếc xe này cũng chạy được hơn 10 vạn rồi thì không thể tránh được. Và nó hơi gọi là hơi hơi bạc màu một chút ở vị trí này, hơi bạc một chút đúng không ạ? Đấy, chỉnh to nhỏ, chỉnh âm thanh. Và chiếc xe này thì đây, hộp số tự động của xe đây nhá. Đây, cần số tự động của xe đây. Và chiếc xe này thì có cả nút đây, phím gãy vô lăng luôn. Đây, gãy vô lăng nhá, gãy số vô lăng, gọi là gãy số thể thao đấy ạ. Đây, và đây là mặt đồng hồ. Và đây, bật cái bật chìa khóa lên các anh mình xem nhá. Đây, km chạy của xe đây nhá, chạy được 17 vạn các anh nhá. 17 vạn, 17 vạn cho một chiếc xe thì cũng không phải là quá nhiều đúng không ạ? Còn đây là táp lô này. Đấy, táp lô cũng được thiết kế bằng da, da xịn, nhìn rất là sang, nhìn rất sang trọng luôn. Đây màn hình. Đấy, màn hình vẫn còn hiển thị rất là tốt những cái chức năng nhá. Đây, rất là sắc nét đúng không ạ? Rất sắc nét luôn. Đây, gió đây có bạn nghe đấy không? Gió quay ù luôn. Em tắt máy đi. Đây là một số các phím điều khiển cruise control. Đấy. Giờ đây là cảm biến này, nút cảm biến này. Đấy, và đây là gì ạ? Đây là mở cốp nhá. Đấy, mở cốp vào đây. Mở cốp ấn vào đây nhá. Và rất là nhiều chức năng khác này. Hệ thống điều hòa tự động các bác nhá. Đây là hệ thống điều hòa tự động nằm ở vị trí này này. Đấy. Và được phân tách ra làm hai chiều. Đấy. Làm hai chiều nhá. Bên đây, bên đây riêng, bên đây một công tắc riêng nhá. Đấy, công tắc bên đây được điều khiển khu vực gió bên đây. Và công tắc bên đây thì được điều khiển khu vực gió bên bên tài các bác nhá. Đấy. Rất là hay. Và chiếc xe này thì vẫn đủ nóng lạnh luôn. Điều hòa vẫn đủ nóng lạnh. Và chiếc xe được thiết kế hai dàn điều hòa nhá. Đấy, một dàn nữa thì được nằm ở vị trí phía bên dưới kia. Một dàn thì nằm ở vị trí phần táp lô này. Đấy, chiếc xe được thiết kế hai dàn điều hòa rất là mát cho các bác mình đi mùa hè đúng không ạ? Mùa hè nhé. Đấy, và đây là cái hệ thống đây cần số này, cần số tự động thì các bác thấy đây đúng không ạ? Hiển thị điện tử. Đấy, và chiếc xe này thì cũng được thiết kế bộ đề start top nhé. Đây start đây, stop đây đúng không ạ? Và đây là những cái phím chức năng khác của xe để điều khiển hệ thống âm thanh. Đây, cốp đồ. Và chiếc xe này có cả cái hệ thống sạc pin, sạc điện thoại đấy ạ. Sạc điện thoại tự động nhá. Đây, cốp ở phía bên dưới đây này. Rồi, rất là rộng đúng không ạ? Ở đây này. Ui. Rất là rộng luôn đúng không ạ? Đấy. Đấy đúng không ạ? Đấy rồi, ok. Và những cái phần tiếp theo thì em giới thiệu các bác là cái phía đằng sau nhé. Các bác mình hãy chú ý đón xem. Đấy, và cửa lốc nữa đúng không ạ? Đấy, chiếc xe được thiết kế cửa lốc toàn cảnh luôn nhé. Đấy, cửa lốc toàn cảnh luôn. Đấy, em đang điều khiển cửa lốc cho các bác mình xem đây nhé. Đấy, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa nhá. Ở đấy là cái rèm che thôi, còn đây mới là clock này. Ở đây mới là clock nhá. Nói chung là về chiếc xe này thì rất hiện đại rồi, mọi thứ, mọi chức năng hoạt động tốt luôn. Và đây ghế da nhá. Ghế da của xe đây này. Ghế da tất cả trên dưới trước sau đều là ghế da xịn theo xe nhé các nhá. Đây, cửa lốc đây được thiết kế là 3 cửa lốc. Đây là cửa lốc đây. Và một cửa lốc nữa ở phía bên dưới nhá. Vẫn hoạt động đầy đủ, vẫn hoạt động tốt luôn, rất là trơn tru và rất là nhẹ nhàng. Bác nào mà thực sự quan tâm đến cái dòng chiếc xe này thì hãy xem kỹ qua video. Và các bác muốn xem thêm hình ảnh của chiếc xe này và một số các chi tiết đấy ạ. Các bác mình muốn xem một số chi tiết của xe thì các bác hãy
kết nối Zalo cũng như là Facebook để được gửi trực tiếp vào Zalo nhé. Đây có rèm che nắng luôn, rèm che nắng ở trên đây nhá. Đây táp ly cánh cửa đây này, đây, các bác xem này, rất là đẹp. Đây là gạt tan, và có cả chốt cửa ở vị trí này luôn nhá. Đây sàn đây, sàn 5D màu đen để các bác xem. Đây có cả cửa gió luôn này. Đây và đây cũng được thiết kế một túi khí nữa nhá. Túi khí được thiết kế ở đây. Ở chiếc xe được thiết kế rất là nhiều túi khí luôn. Em thấy rằng là có tầm khoảng 10 trên 10 túi khí luôn nhá, mười mấy túi khí liền luôn. Rất là nhiều chức năng mà thậm chí là như em còn chưa tìm hiểu hết luôn. Và đây là cửa gió của hàng ghế đằng sau. Đây, có cả nút để điều khiển luôn nhá. Đây là cái mặt ghế của hàng ghế giữa đây. Đây các bác xem này. Đấy, ghế da xịn theo xe nhá, chứ không phải ghế da bọc lại nhá. Và các bác thấy là còn rất là đẹp, rất là mới luôn, đúng không ạ? Đây, những con những cái tay thắt dây an toàn này, đúng không ạ? Đấy, xe còn tương đối là mới các bác nhá. Đấy, sáng loáng luôn. Đấy, sàn này vẫn là sàn lý nhá. Sàn lý và được bọc thêm cái một lớp này trên rồi. Những con khoa ốc ấy rất sáng, đúng không ạ, rất sáng luôn. Và em di chuyển xuống phía đằng sau lại. Đấy, đấy. Vâng, đây là phía đằng sau của xe đây nhá. Xe được thiết kế 7 chỗ ngồi và các bác thấy rằng là phía khoang đằng sau này vẫn còn rất là rộng, đúng không ạ? Chiếc xe này thì em thấy chưa có một chiếc xe nào mà nó to rộng bằng chiếc xe này đâu ạ. Với những cái dòng xe 7 chỗ không tính dòng xe 9 chỗ nhá. Hành lý rất đẹp luôn này, đúng không ạ? Hành lý rất đẹp luôn. Hành lý xung quanh còn rất là mới, đúng không ạ? Đây là cả cốp, đây, cốp để đồ này. Đây, nút này lưng hạ gầm. Đây, và đây là cửa gió nữa nhá. Đây, lỗ hút gió và lỗ xả gió này. Hàng ghế nào cũng được thiết kế một cái cửa gió nhá, và cũng đều được thiết kế túi khí luôn. Đây túi khí này. Đây túi khí nữa đây nhá. Đây túi khí. Đèn trần rất là nhiều. Đấy, clock đằng sau vẫn hoạt động tốt và clock ở đằng trên thì vẫn hoạt động tốt nhá. Đấy, có mình yên tâm. Đây, nút đây là nút hạ cốp này. Lưng hạ cốp ở vị trí này nữa. Đây các bác xem này, tất cả chỉ điếc còn nguyên zin hết nhá, không hề mất một phân nào luôn. Nói chung là bên em bảo hành và cam kết cho bác mình để bác mình yên tâm về lỗi của chiếc xe này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, tất cả những gioăng, những cái gioăng khung, gioăng cánh rất là đẹp luôn này. Quay tổng thể xong em quay gần hơn. Đấy, các bác xem nhá, cái keo chỉ này không mất phân nào luôn nhá. Đấy, đây rèm che nắng này. Đây các bác xem này, nút khóa. Đây, loa check. Chỗ cái khoang này rất là rộng cho các bác mình để có thể để đồ này. Đây, còn đây đúng không ạ? Đây, rất mới đúng không ạ? Rất mới luôn. Và hoàn toàn là da xịn nhá. Ghế và táp ly hoàn toàn là da xịn luôn. Và em hạ cái ghế này xuống và em quay các bác mình xem cái phía đằng sau nhá. Đấy, ghế sau thì rất là mới rồi vì ít khi ngồi đến mà, đúng không ạ? Cái gối đầu các bác có thể là nâng lên hạ xuống nhá, tùy ý tùy chỉnh nhá. Đây, các bác nhà mình cùng đón xem. Cái hàng này các bác ngồi 3 người cũng thoải mái luôn. Ngồi 3 người cũng rất là thoải mái luôn nhá. Rồi, ok, ghế này em sẽ nâng lên. Không biết nâng lên bằng cách nào đây. À đây, vâng. Nói chung là mình ít khi sử dụng cái nó cho nên là một số cái chức năng còn chưa biết hết được cơ. Chỉ biết là một số cái chức năng chính thôi. Đây các bác xem này. Thắt dây an toàn cũng còn rất là mới đúng không ạ? Và ghế da cũng vậy. Đây bác xem. Nói chung là đi nhiều hay đi ít thì chỉ cần nhìn vào ghế da thì các bác cũng có thể đánh giá được đúng không ạ?
Nếu đi nhiều thì cái da nó sẽ bị nứt, bị mòn, bị bạc màu hay bị vỡ, bị rách đúng không ạ? Nhưng mà cái ghế này thì các bác thấy rằng là ghế rất là đẹp. Ghế trước, ghế sau rất đẹp luôn đúng không ạ? Và đây cũng được thiết kế một túi khí nữa đây nhá. Đây, túi khí đây này. Đây là cửa gió, đây là móc đồ. Vị trí này là thiết kế bằng lý. Và ghế này thì các bác có thể là trượt lên trượt xuống theo đường dây này nhá, theo đường dây này. Đây, rất rộng này. Đây, vách cửa này sắc nét luôn. Tiếng quay gầm và quay máy nhá, các bác nhà mình đợi em chút. Đây, mép cánh cửa đây. Đây, 4 tắp ly đẹp đều, đẹp rất là đều nhau. Đây, gioăng khung, gioăng cánh này, các bác xem này. Quay kỹ cho các bác mình cảm nhận luôn. Đây, vách cửa đây, rất là sắc nét luôn này. Đây, sơn zin thì còn quá nhiều nha các bác nhá. Đây, bên đây cũng được thiết kế ghế điện này. Đây, còn cái này nó bị tuột ra nhá, bị tuột ra thì sẽ lắp sau. Cốp này thì được thiết kế bằng cốp điện, nâng lên hạ xuống. Đêm quay cái phần táp lô đây nhá, tủ khí này. Đây là loa và những cái cửa gió để xây kính. Đây, nội thất xe rất là tươi, rất là mới luôn đúng không ạ? Đây các bác xem này, ghế da này, ghế da rất đẹp luôn. Vị trí một số vài vị trí nó hơi bẩn nhá, ví dụ như cái này này hơi bẩn một chút, các bác về vệ sinh cái ok thôi. Đấy, cũng khá là tương đối rồi. Bây giờ em quay gầm nhá, quay gầm quay máy các bác xem nhá. Đây, các bác mình cùng xem phần gầm của xe nhé. Đây các bác xem, gầm quá đẹp luôn, rất là sáng đúng không ạ? Rồi sang bên kia. Đây, gầm đây ạ. Đây, quay các bác mình xem chi tiết về xe luôn. Đây các bác xem nhé, rất là cô và rất là đẹp đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì em sẽ quay máy. Máy cũng cực kỳ là chất, máy cực chất luôn các bác nhá. Đây và khô đét luôn, không một giọt dầu. Đây là tổng thể cái phần khoang máy của xe đây ạ. Đây các bác nhà mình cùng xem nhá. Đây, cabo này, cabo nguyên zin hết nhá. Đây, máy đây ạ, máy động cơ 4.2. Đây các bác mình xem máy nhá. Nói chung là về tình trạng của chiếc xe này đấy, một số phần chính của xe thì bọn em cũng đều kiểm tra hết rồi. Đấy, kiểm tra hết rồi nha các bác nhá. Như là về máy số, gầm bệ, đấy, mọi chức năng thì nó cũng đã kiểm tra hết rồi. Đấy, các bác nhà mình mua chiếc xe này về là cũng chỉ việc đổ xăng đi thôi. Không phải sửa sang, không phải dọn dẹp, không phải mất tiền vào đâu nữa các bác nhá. Đấy, các bác thì vệ sinh cái là ok thôi. Chỉ cần vệ sinh thôi là đã ok rồi. Đấy vâng. Đấy các bác xem. Quay khá là chi tiết đến nửa tiếng đồng hồ cho một chiếc xe Audi Q7 này đúng không ạ? Bình thường ra thì em cũng chỉ quay tầm khoảng 10 phút thôi, nhưng mà chiếc này em quay rất là kỹ cho các bác mình xem. Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến mẫu này thì hãy alo trực tiếp cho bên em theo số điện thoại 093 8586 307 nhá. Và địa chỉ xem xe ở tại 507 Lê Thanh Nghị, phường 507 Lê Thanh Nghị nhá. Bác rẽ vào trong cái đường này một tí là tới bãi xe bên em của thành phố Hải Dương đấy ạ. Đấy, về mời các bác đến xem xe nhé. Các bác nhà mình em cũng đã tả thế rồi thì các bác nhà mình cứ thế là yên tâm đến xem xe bên em thôi. Và bên em cũng nhắc lại là bên em bán là các bác nhà mình yên tâm về mọi thứ, ví dụ như là về lỗi va chạm ngập nước của xe là không có này. Đấy, giấy tờ là an ninh pháp lý đầy đủ nhá, sang tên đầy đủ nhanh gọn. Đấy, và về tình trạng về kỹ thuật của xe như là máy móc hay là số hay là gầm hay là những chức năng của xe nó còn phải là tốt, còn phải hoạt động đủ và ngon anh đúng không ạ? Thì em bên em cũng chia sẻ là như vậy. Thì kính mời các bác nhà mình đến xem xe trực tiếp nhé. Ok, video làm đây đâu rồi. Hẹn gặp lại vào những cái video lần sau.